Các bạn thân mến, đây là Long Khánh Đồng Nai. Hôm nay là 90 ngày rồi mình chưa được đi ra. Ngày hôm nay mình nói chung Long Khánh bữa nay dùng xanh nhưng mà nó cũng vàng vàng rồi. Tưởng là ngày hôm nay dùng xanh đi được, phải ra xã xin tờ giấy mới đi được đó. Đi ra được có một khu này thôi. Thì mình cũng ghé là kho hàng của Hoàng Nhật ha. Nông cơ Hoàng Nhật chuyên máy cày rồi ha. Thì nói chung cái vàng máy bữa nay cũng đẹp lắm. Ở đây mình thấy là có chiếc L1285 con 3 số, mình thấy có mui miết đồ đàng hoàng zin hết nha. Đó, rất là đẹp. Thì cái này thì mình ấy rồi, có gì rồi bây giờ mình đọc cái số điện thoại nào để anh em ấy đây. Là có Zalo đúng không? Rồi. Rồi các bạn nào mà muốn mua thì liên hệ với anh Thuận ha. Với số điện thoại là không hả? Đọc hai số luôn hả? Rồi số thứ nhất là số Zalo, có Zalo là 0358291644. Đây. Mình đọc luôn khỏi phải tìm cho nó mệt. 0358 là có Zalo nha, 291644. Và số điện thoại, số điện thoại này là của Thuận nha. Còn số của Nhật, của Tùng là 0973 944 905. Rồi các bạn nhớ số chưa? Một số là 0358 291 644, rồi 0973 944 905. Rồi có Zalo đó. Rồi các bạn muốn mua xe nào á thì 0973 944 905. Rồi các bạn muốn mua xe nào thì cứ làm việc trực tiếp với lại bên tiệm, rồi Zalo đồ với nhau cho dễ ha. Mình quay chỉ biết xe là được rồi. Subaru S440, đây nước sơn rin luôn, quá đẹp nha. Đó, đó vỏ viết đồ rất đẹp. Rồi đây có con Buta L1 3 số 235, Buta nước sơn rin luôn, có mui đàng hoàng, mui đồ rất là đẹp ha. Vỏ viết đồ này nọ mình thấy nó zin mà nó rất là vỏ đồ, còn gai đồ rất cao luôn ha. Đó, con này quá đẹp. Rồi ở đây thì mình thấy có con Muta L2202DT. Rồi đây có con Yanma F200 ha. Rồi ở đây thì mình thấy có con Isuzu TX1500 ha. Rồi ở đây có con Subaru 1504 ha. Đây có con Subaru SD2002 ha. Rồi đây có con Subaru 2500 một cầu. Đó, quên, Isuzu TL2500 một cầu, nước sơn đồ rin hết. Bô biết đồ rin còn đẹp, vỏ đồ đẹp ha. Rồi đây có con này đang lên. Rồi đây có con Mitsubishi hai cầu. Ô, Mitsubishi này mấy vậy? Mấy ngàn ông chủ? 1400 hả? Hai cầu. Rồi đây có con Kuta L1801. Có như con TS này giá nó mềm không? Nó lấy gạo súc không anh? Nếu gạo súc luôn thì nhiêu? Gạo súc luôn thì 55 triệu. Còn không gạo? Không gạo thì 45 triệu. 45 triệu, bớt đi 10 triệu. À. Gạo rin luôn hả? Cần đồ lên ha. Rồi. Như con này giờ giá nó mềm không? Con đó có trợ lực 55 triệu. 55 triệu, có trợ lực, tay lái trợ lực. Không trợ lực rẻ hơn đúng không? Đúng. Ừ. Hinomoto. Rồi, con này là L2002 ha. Máy mới về mà chưa làm luôn hả? Chưa làm gì hết. Ồ, con Subaru B21F đẹp quá ta. Nước sơn rin không? Sơn rin. Rin hết luôn, bao rin. Con này giờ giá sao em? 60. 60 hả? Có vàng sới không? Chưa vàng sới. Còn có vàng sới nhiêu? 70. Cái vàng sới 10 triệu luôn hả?
Con này 20 ngựa hả? 21 ngựa. 21 ngựa. À. Có bớt không? Bớt chút đỉnh thôi chứ không nhiều được. À. Rồi, đây có con Mitsubishi D 1650. Con D ủa con này Mitsubishi luôn hả? Ashibaura. Sao nó lại D ta? D qua đời D. À qua đời D 208 2 cầu. Đời D này số cơ hay số nhất? Số cơ hết hả? À, số cơ hết hả? Con SD2243 IC. Có con Xi'an đẹp quá ta. Xi'an 23 nè, xe này người ta chuộng lắm nè. Con này giờ giá cả nó nhiêu? 60 hả? À. Chưa đuôi sới hả? Đuôi sới luôn nữa nhiêu? Dữ vậy? Sao nghe người ta nói đuôi sới rẻ lắm? Không tùy theo đời. À vậy hả? À. Xi'an nè, dòng này được ưa chuộng lắm đây. Dạo này sắt thép nó lên quá hả? Cái gì cũng lên hết hả? Ừ. Rồi đây có con D26F nè. Đó. Ủa bán rồi hả? Kể bán rồi mình quay chơi. Có dàn sới luôn. Rồi đây có con Shibora B155. Thôi quay tới đây được rồi, xe mới về chưa dọn quay chị. Hả? Chiếc nào mới về chưa dọn quay làm gì? Thôi ra đây làm tấm hình thôi.